mà khóc. Xong chưa? Ngồi lên à, nhặt cống đi, đi không nổi đó mà con nhặt không có cái xe lăn luôn. Cống đi không sao đâu, đi. Cổng đi không sao đâu, đi. Chà, cổng hai cô còn được. Cổng này đâu có bắt. Đi không nổi nào rồi. Xe có hai túi rồi đúng không? Đâu rồi? Chờ số chứ sao, đang 100 người nữa. Cái toilet nó gì rồi, không có xe lăn xe lift gì luôn. Hả? Bắt gì mình đứng đây bắt. Đã làm thủ tục trong đó nha cô bác. Mày đứng chờ đây. Coi tiền này như thế nào rồi mới đi được nha cô bác nha. Nghiêm hôm nay là thấy yếu lắm rồi cô bác ạ. Qua bên ông bướu đi đường nào à, có dẫn bệnh nhân đi luôn không? Vậy là lại dẫn Nghiêm đi luôn đi. Có xa đi bộ hay là đi xe đi qua được anh? Một bên đây ha. À, vậy thì dắt vợ đi luôn. Ở đây này, nhà màu vàng đây này. À, họ bảo qua bên trung tâm ung bướu nha cô bác, chứ không phải là bên này. Nghiêm sáng nay là thấy yếu lắm rồi cô bác ạ, à. Xanh xao lắm rồi à, ngồi trên xe là nằm liệt luôn. Đây nè, hắn nói nhà màu vàng đây nè. Đây
Lực Tàng đi tìm trước coi ở đâu nha các bác, đi đi lại lại. Quầy cấp thuốc bảo hiểm y tế chắc đây rồi các bác. Lên trên đây mới có người. Bên đây là quầy bệnh nhân bảo hiểm y tế bên này. Trung tâm ung bướu. Đi vào đây nè. Ngồi lên đi, ngồi lên. À. Bên đây có xe không ta? Sao mà thấy có được công nghiệp nhân viên này chẳng? Dạ lòng thấp. Sao? Một bao đỏ chưa rồi. Mình xin số ở đâu cô? Đây đây, người ta đang kêu nữa. Người ta đang kêu nữa. Mình nộp hồ sơ lên đó. Mày đéo. Nộp có họ kêu mình lấy số nữa. Mò kiểu là mò hôi nộp tục tập bẹt. Nhật bỏ hồ sơ đây để họ lấy số chứ. Bỏ chưa? À. À vậy là ngồi chờ. Khá là đông luôn cô bác. Làm bảo hiểm y tế là phải qua bên này. Mệt nên nằm không cựa nổi rồi cô bác ạ. Bữa nay là nặng lắm rồi. Làm thủ tục xong là lên là chắc có khả năng là truyền máu luôn. Bệnh viện không thấy cái xe lăn nào hết cô bác. Có cái xe lăn ngồi lên đẩy đi. Không thấy xe nào hết. Đông chờ mà kêu được tên cũng khá lâu. Vô thẳng khoa cấp cứu rồi mà cũng vẫn phải chuyển sang bên này cô bác. Vẫn không thấy là tiếp nhận bệnh nhân. Ở đây làm khác là ở trong miền Nam. Miền Nam là vô cấp cứu là bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu ngay. Nộp sổ vào đó lấy số. Xong rồi chờ bên đây nó kêu số. À. Xin mời số 1000. Mời bệnh nhân cáo bị nghiêm. Có. À lấy được số rồi nha các bác. Bệnh nhân Phạm Thị Hoa. Chờ đọc theo số nó còn lâu. Xin mời số 1004 đến quầy số 1. 1004. Số mình bao nhiêu? 1005. Ôi chà, 2056. Làm theo thủ tục ha. 4. À, 100 người nữa đấy mình. 1004. Cũng nhanh à. Nó đưa cái thủ tục. Chắc cũng phải cả tiếng. Chắc cả tiếng rưỡi nữa.
anh chị có bệnh gì không? Hả? À, đâu có bệnh gì đâu. Ờ, phải cái đó anh đang ngồi ôm ba lô trước kìa. May mà thấy vợ rồi nha cô bác. Từ nãy giờ vô trong đó chờ vợ ngoài trong đồ. Xách nổi không em? Kéo đi, thả xuống mà kéo. Hả? Đang bốc số bệnh viện này mà vô cấp cứu mà lại phải đi lấy số, rồi bác sĩ trả thế nấy, phải chuyển qua bên ung bướu lấy số mới vô được. Ung bướu ở đâu? Nè, bên đây nè. Đi qua. Ngồi đây chờ đi chứ pha đó làm gì? Qua cái phòng này đang nằm bên ngồi chờ bên đó. Lúc lý ra vô phòng cấp cứu là phải có bác sĩ ra để giải quyết luôn chứ, tự nhiên là chuyển qua ung bướu rồi chờ bốc số nữa rồi bệnh nhân chắc là ngất ngẻo luôn đó cô bác. Thấy là hơi lạ. Vô cấp cứu là phải đưa vào phòng cấp cứu để bệnh bác sĩ là thăm khám cho bệnh nhân rồi bắt đầu là chuyển lên phòng rồi làm thủ tục sau chứ. Ở đây là cho bệnh nhân đi chờ bốc số như này rồi bốc lên 1000 số chắc bệnh nhân ngáp ngoải luôn cô bác. Hơi lạ. Thôi thủ tục ở đâu thì mình theo ở đó nha cô bác. Nghiêm thì vẫn đang cố gắng trụ được, nằm luôn rồi, không ngồi nổi nữa. Xe có 2 túi rồi đúng không? Đâu rồi? Chờ số chứ sao? Đang 100 người nữa. Chắc toilet hay gì rồi. Không có chỗ cho nó. Không. Không có xe lăn xe lift gì luôn. May quá, có bác sĩ qua lo rồi bác. Cô bác chờ mà đến 100 người nữa không biết đến khi nào luôn. Ung thư máu mà nằm ở kiểu này đi chứ. Đi luôn hay là cổng, cổng vợ đây đi. Đưa giấy, đưa tờ để cầm cho. Dạ. Ở đây có cái xe lăn nào không cô? Hỏi cô có cái xe lăn nào không? Lấy xe lăn ở đâu cô? Xe đẩy á? Xe đẩy hả? Dạ. Chứ không có lăn. Yếu lắm rồi. Ô số 1 mượn cái xe lăn. Sao cô nói sao rồi? Sao bên kia người ta chỉ dẫn sang bên đây mà bên đây làm bảo hiểm y tế là bên đây. Thank you.
lại khóc rồi, nằm rồi khóc rồi. Xong chưa? Cao Thị Nghiêm sao chưa? Giờ đi sang đâu? Hết học, hết học. Đưa đây chị cầm nhớ. Đưa nhiều vợ đi, đây cầm đồ cho.
đi đường đây à? Ngồi lên à, nhặt cống đi, đi không nổi đó mà phần nhặt không có cái xe lăn luôn. Cống đi không sao đâu, đi. Cổng đi không sao đâu, đi. Trời, cổng hai cô còn được. Cổng này đâu có bắt, đi không nổi nào rồi. Nằm ở đâu chứ không phải không có đâu các bạn, có nhưng mà không biết nằm đâu. Khá xa đấy chứ. À đây rồi, hít học đây rồi, khoa hít học. Khoa hít học lâm sàng. Khá mệt. Đây, họ hít học đây đâu. Cấp cứu luôn. Em nhớ cái gì tài khoản cho chị. Mình vẫn ngồi giường nằm. Bên kia đang có chương trình gì mà máy quay phim chụp hình tùm lum với cô bác à. Trong bệnh viện luôn. Đang làm gì mà lâu vậy không biết. Khá là hồi hộp. Cũng như là lo cho cái sức khỏe của Nghiêm nha cô bác. Càng ngày càng thấy nặng lên, bữa nay đi không nổi. Nhật đang làm thủ tục trong đó. Hành trình đưa Nghiêm lên bệnh viện huyết học đây. Thôi em chờ chị đi rồi, em lại cho nóng được rồi, ổn ngồi đây mình rồi. Thank you.
về về xong rồi chưa lấy số bóc rồi có. Đi tiếp hả? À? Rất là nhiều khâu cô bác. Vẫn chưa vô được phòng. Nghiêm này là nó bị khá là nặng rồi nha cô bác. Có cô bác nói là trong bình luận đó, là đến mức độ chảy máu chân răng đồ này kia á, đau răng đồ luôn đó, là nghiêm nó đã bị trong bệnh viện huyết học của thành phố Hồ Chí Minh rồi nha cô bác. Thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn khá là nặng rồi đó, nó mới chảy máu chân răng. Cái phần tỉ của máu đó cô bác, người ta không hiểu lắm nhưng mà cô bác cứ biết được rằng là đã đến giai đoạn chảy máu chân răng và phải truyền kháng sinh để cho bớt đau răng đi cô bác. Từ cái ngày mà uống cái thuốc bồ công anh đó thì thấy cũng đỡ đau rồi hay sao đó. Mà không biết là tình hình như thế nào, Tàng đang khá lo lắng ngày hôm nay. Cũng đang túc trực ở đây để lo xong cái thủ tục để vô nhập viện lên phòng đi đã, cấp cứu. Rồi sau đó là Tàng sẽ mới đi được như các bác. Bây giờ là cũng 8 giờ thiếu rồi của ngày thứ hai. Đa phần thì tâm lý của bệnh nhân nó là vậy đó cô bác. Thì khi mà bị nặng rồi đau nhức trong người nữa, rồi cộng với lại tinh thần cứ suy nghĩ này nọ, thì cô bác thấy là Nghiêm lúc nãy nó khóc quá trời. Sáng giờ là nằm khóc, cũng vợ Tàng cũng như là Nhật nó động viên tinh thần hết sức có thể nha cô bác nha. Cái tinh thần nó rất là quan trọng. Người mệt cái nữa rồi suy nghĩ tùm lum nữa là khóc. Nhìn nó khóc cũng thấy xót cho cô bác. Đang quá trẻ. Hôm nay sáng thứ hai cho nên là khá là đông bệnh nhân. Giờ thì cũng đang đứng chờ như vậy thôi nha các bác. Thì người ta sẽ cố gắng nắm lại đây để xem coi những thông tin tiếp theo như thế nào. Chúng ta sẽ cập nhật cho cô dì chú bác tiếp theo trong cái clip tiếp theo nha. Thì clip cũng đã khá dài rồi và cũng đang chờ đợi. Máy của Tàng cũng sắp hết pin. Cho nên là Tàng sẽ cập nhật thông tin cho cô bác trong clip tiếp theo để cô bác nắm bắt nha. Cô bác chờ đợi xem coi là tình hình là nhìn sẽ như thế nào, và Tàng sẽ cập nhật liên tục trong cái hành trình mà Tàng có thể là về trong quê thì vẫn cung cấp thông tin cho cô bác để cô bác nắm bắt. Thì cô bác theo dõi nhớ nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tàng nha. Cảm ơn cô dì chú bác rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.